Nỗi sợ hãi ai cũng có, anh chị có đồng ý không ạ? Thế thì bây giờ hỏi anh chị em như thế này, trong tất cả những cái nỗi sợ mà anh chị em có thường ngày đó, thì anh chị em thấy những nỗi sợ là những nỗi sợ nào nào? Thử kể xem là chúng ta có nhận diện là nó không ạ? Sợ cái gì trước nào? À, sợ vợ à? Ai sợ vợ giơ tay lên. Phúc cho các ngươi vì các ngươi sợ vợ. Vì nước trời là của các ngươi. Hả? Sợ vợ sống lâu. À, sợ vợ được bình an, tạ ơn Chúa. Đấy, tôi đâu cần phải giảng nữa đâu, phải không ạ? Đấy, anh chị em thấy rồi. Tại sao có người vỗ tay? Rồi, bây giờ ngoài sợ vợ ra còn sợ gì nữa nào? À, sợ má vợ à? Ui giời ơi. Thế này là thật là một sự sỉ vả bằng lòng. Má vợ thì nên sợ, bởi vì nếu mà không sợ mẹ vợ thì chắc chắn không bao giờ mà chúng ta được người vợ tốt lành, phải không anh chị em? Rồi, ngoài cái đó ra còn sợ gì nữa nào? Hả? À, sợ gia đình của người vợ, kể cả em vợ nữa, phải không ạ? Sao lạ thật nhỉ, tôi thấy hỏi có một câu vậy mà thấy các anh nói, không thấy các chị nói là giờ vậy. Thế rồi thì bây giờ hỏi thật, ngoài cái đó ra còn sợ gì nữa? Sợ gì? À, má chồng à? À đấy, anh chị em thấy đấy, ai trong đời chúng ta ai cũng trải qua cái kinh nghiệm đó, phải không ạ? Có những người hỏi xa quá thì không trả lời, tôi không nghe được. Thế còn thì, đấy là sợ người. Thế còn thì nếu mà không phải là người thì còn sợ cái gì nữa nào? Sợ ma. Chúa, tôi còn cái Chúa mà sợ ma. Thật lạ lùng thật. Thế thì sợ ma mà ma như thế nào nào? Ma sống. À. Mà có lẽ đúng thật. Là bởi vì tôi thấy anh chị em có những cái thấy buồn cười thật. Là khi mà đi đám táng người chết thì không bao giờ người ta gọi đi đám táng người chết mà gọi là đi đám gì? Đám ma. Tôi cứ nghĩ bụng như vậy, chết mà làm ma, ai chết làm gì? Phải không ạ? Đấy. Có một lần kia tôi mới vừa dâng lễ ra, xong rồi thấy có các sơ về, đã hỏi các sơ đi đâu mà về vội vã thế này, mà thưa cha chúng con mới đi đám ma cha đó về. Và cha đó chết làm ma thật hả chị? Hôm nay có ma sơ không? Ma sơ biến đi hết rồi. Ban ngày biến mất rồi, chỉ có hiện là ban đêm thôi. Tôi biết tôi mà nói cái này thế nào, tí nữa đến chiều, từ giờ đến chiều thế nào các sơ cũng ra béo tôi đấy. Đấy là sợ người. Thế còn có những cái nỗi sợ khác thì sao? Ngoài cái sợ người thì vấn đề sợ ma thì ai chúng ta cũng dễ hiểu. Thế nhưng mà có những con ma nó vờn vật ở trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta cũng thấy rất là đáng sợ. Đó là những cái nỗi sợ nào, thưa anh chị em? Tôi không nói Maroc nhé. Có biết Maroc không ạ? Maroc là móc ra đấy. Cái đấy ai cũng sợ thật, phải không ạ? À đấy. Thế thì sợ gì nào? À, sợ lo lắng, không biết rằng là công ăn việc làm như thế nào, có không? Có. Rồi thì ốm đau bệnh tật lo sợ không? Có. Rồi thì của cải chúng ta có để chúng ta giữ, rồi đôi khi chúng ta cũng lo lắng không biết là để ở đâu, có không? Có. Sao mới nói thì có người cười rồi. Hình như có kinh nghiệm nó phải không ạ? À đấy, đấy. Rồi gì nữa? Sợ chính mình. Có biết sợ chính mình không? Không biết à? À, tôi thấy như vậy này, cứ mỗi một lần nổi cơn giận, nói một lố một tràng, xong rồi nói xong rồi không thấy ai hiểu gì cả. Xong rồi mới bắt đầu nhìn vào gương thấy, mình hay thật, mình nói không ai hiểu. Rồi nhìn ra hỏi mình có hiểu mình không, mà mình cũng không hiểu mình luôn, thật là đáng sợ, phải không anh chị em? Đấy, có những cái nỗi sợ trong cuộc đời.
Và sự sợ hãi là một điều có ở trong cuộc sống, không ai chúng ta tránh được. Mà nếu mà không có sợ thì không phải làm người. Anh chị em có đồng ý với tôi không ạ? Thế làm người là bao giờ cũng có nỗi gì? Nỗi sợ. Mà Việt Nam của chúng ta đó còn có hai cái từ đi song song với nhau. Sợ rồi còn gì nữa? Hãi. Nó có sự khác biệt không anh chị em? À đấy. Một từ ngày hôm nay cho đến cuối cái ba cuộc hội thảo, anh chị em sẽ thấy rằng là nó có cái tinh tế của nó. Và nó dẫn cho chúng ta vào cái mà chúng ta gọi là nỗi sợ, nỗi hãi trong cuộc đời. Không phải là những cái gì làm cho chúng ta khiếp đảm, mà chúng ta không dám đối diện với nó. Nếu không muốn nói, có những nỗi sợ hãi rất cần thiết trong cuộc sống. Ta gọi là những nỗi sợ hãi thánh. Và chúng ta sẽ từ từ và đi từng bước một để chúng ta đi vào những cái khía cạnh của nỗi sợ đó trong cuộc đời. Rồi, hãi, ai cũng hãi. Bây giờ để chúng ta đi từng bước một thì để giúp cho anh chị em chúng ta hiểu. Thứ nhất, anh chị em nghĩ là Chúa dựng chúng ta nên, Chúa có ban cho chúng ta cái sự sợ hãi không anh chị em? Có không? Làm sao biết nào? Ở chỗ nào nào? Đấy. Chúa dựng mình nên mọi sự tốt lành. Chúng ta học hỏi từ bao nhiêu năm nay, Chúa là đấng tốt lành vô cùng. Anh chị em đồng ý không ạ? Mà đã tốt lành thì bao giờ cũng cho chúng ta được sự bình gì? Bình an. Thế thì cái nỗi sợ hãi ở đâu ra? Chúa có dựng nên không? Chúa có bỏ vào trong cái gọi là linh hồn của chúng ta không? Chúa có để vào trong cái gọi là cuộc sống toàn diện, thân xác và tinh thần của chúng ta hay không? Vậy từ đâu mà nó có? Ở đâu mà nó đến? Gốc nguồn xuất xứ nó ở chỗ nào? Và từ cái chỗ đó để tôi hỏi, như vậy thì nếu Chúa không dựng nên thì tại sao nó lại có? Thế thì bây giờ tôi vừa hỏi thì có một số anh chị em là Chúa có dựng nên sự sợ hãi thật. Thì ở đây anh chị em nghĩ sao? Ở đây bao nhiêu người nghĩ là Chúa có dựng chúng ta nên và Chúa bỏ và cho sự sợ hãi đó vào trong cuộc sống của chúng ta? Và điều đó là có. Anh chị em giơ tay lên xem nào. Đấy, có một số anh chị em có như vậy. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta đi từng bước một nhé. Nếu như Chúa bỏ sự sợ hãi trong chúng ta thì mục đích mà Chúa dựng nên chúng ta và cho cái sự sợ hãi đó để làm gì? Để nhớ đến Chúa, phải không ạ? Rồi gì nữa nào? À, để không phạm tội. Rồi gì nữa nào? Đấy, anh chị em thấy không? Đó là kinh nghiệm đời thường, kinh nghiệm của con người. Chúng ta thấy rõ ràng lắm. Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta đó, phải có sự răn dạy, phải có biểu hiện một cái gì đó hiện diện thì người ta thấy, thì người ta mới nhắc nhở với chính mình. Và nếu mà Chúa làm như vậy thì Chúa còn uy quyền nữa không? Đấy, anh chị em thấy không ạ? Ngài là đứng tốt lành đầy uy quyền, Ngài đâu cần phải bỏ cái sự sợ hãi đó vào trong chúng ta thì chúng ta mới biết vâng lời Ngài. Ngài đâu cần phải để chúng ta được răn dạy bởi sự sợ hãi như chúng ta vẫn răn dạy con cái bằng sự sợ hãi. Đấy là kinh nghiệm của ai? Kinh nghiệm của chúng ta. Ở đây ai có kinh nghiệm dạy con, hay là mình có kinh nghiệm sợ hãi khi mình làm con cái ở trong nhà, giơ tay lên cho nào. Đấy, không dám giơ tay. Biết tại sao không? Bởi vì sợ quá thì đâu dám giơ tay nữa. Tớ hỏi vậy thôi chứ tớ biết ngay. Anh chị em thấy. Thế bây giờ nhá, để cho anh chị em khỏi bị confused, tức là bị luống cuống rồi thì không hiểu là cha nói như vậy rồi thì cha ý muốn nói gì, đâm ra rồi chúng ta thắc mắc và khó trả lời. Thì giờ chúng ta đi từng bước một. Nếu chúng ta để ý và tìm về nguồn của lời Chúa, chúng ta tìm về nguồn của Thánh Kinh, của Kinh Thánh, thì anh chị em sẽ thấy cái sự sợ hãi nó bắt đầu từ cái giây phút nào. Anh chị em hãy cùng với tôi quay trở lại cái chương sách đầu tiên trong Kinh Thánh, đó là sách gì nào? Ở đây ai có thể trả lời chúng được hết tất cả không? Sách gì nào? Sáng Thế. Rồi anh chị em tài thật, mình đi đạo bao nhiêu năm nay bây giờ mình mới biết cuốn đầu tiên là sách Sáng Thế. À đấy, gọi là Sáng Thế Ký. Và trong cái cuốn sách này đó thì chúng ta thấy nguyên một cái chương, từ chương 1 cho đến hết bằng đấy những lời.
thì chúng ta có thấy sự sợ hãi nó xuất hiện không? Thưa anh chị em, không. Không có. Nếu để ý thì không có. Nếu mà anh chị em tinh ý, anh chị em sẽ thấy là Chúa dựng nên mọi sự bằng lời, bằng sự mời và ngỏ. Và hình như là tiếng nói của cái sự gọi là mời ngỏ đó, nó xuất phát từ một cái điểm mà chúng ta nghe đi nghe lại nhiều lần lắm. Đó là Thiên Chúa là tình gì? Tình yêu. Và tình yêu thì đánh tan sự sợ hãi. Chúng ta nghe điều đó. Thế thì tôi mới lần qua hết cái chương thứ nhất đó, thì tôi mới qua đến cái chương thứ hai. Và khi qua cái chương thứ hai này, nếu ai mà học Thánh Kinh thì sẽ thấy là cái bản mà được viết đó, thì tác giả cũng có cái lời văn nó khác với lại cái bản viết của cái chương thứ nhất. Và nếu không muốn nói thì cái chương thứ hai này có trước, nhưng mà được sắp xếp cách nào đó mà lại để vào cái chương sau cái chương mà viết sau. Thế thì trong cái chương thứ hai mới có bắt đầu thấy xuất hiện cái chữ sợ hãi. Đó là khi ông A-rông và bà E-va được dựng lên, thì lúc bấy giờ Chúa trao hết tất cả mọi sự cho ông bà. Và Chúa nói điều gì với hai ông bà thì anh chị em? Anh chị em có nhớ không ạ? Chúa nói cái gì nào? Giờ con quên hết rồi. Chúa nói cái gì nào? À, ngươi có thể gọi làm sao hưởng tất cả mọi sự ở nơi đây. Rồi gì nữa nào? Trừ cái gì ạ? À, trừ không biết trừ cái gì nữa. À, trừ cây mà nó có quả táo vào không ạ? À, có phải quả táo không? À, trái cấm. À, cái trái cấm. Đấy. Thế thì anh chị em thấy là Ngài nói là con có thể có tự do, được hưởng dùng tất cả mọi sự, nhưng mà ngoại trừ cái đấy. Có nhiều người thắc mắc lắm, không hiểu tại sao Chúa lại mập mờ như vậy. Chẳng nhẽ Chúa lại là đấng mập mờ như thế sao? Chẳng lẽ Chúa lại không có sự tự do đến mức độ mà phải răn bảo mình kỹ càng như vậy à? Và nếu như vậy thì Chúa còn có cái điều kiện gì khi tạo dựng mình mà lại còn có một cái mảy may tí ti lại để lại và bảo được mọi sự nhưng mà đừng đến cái chỗ đấy? Mà khi nghe đến bảo chữ đừng đến đến chỗ đó, thì nếu mà anh chị em trong kinh nghiệm của con người của mình, khi bảo đừng đến thì anh chị em nghĩ làm sao nào? Đó là lời Chúa. Bảo đừng đến thì làm sao? Tò mò lại làm sao? Cứ tới. Đấy. Thế thì bây giờ có kinh nghiệm dạy con chưa? Bảo nó làm sao? Đừng làm thì nó làm sao? Nó làm. Rồi bảo đừng ăn thì nó làm sao? Nó ăn. Đấy. Rồi thì bảo ông chồng là ông không được bén mãn thì ông sao? Ông cứ đến. Thế thì như vậy mình chấp nhận được cái gì bảo không ạ? Đồng ý không? À đấy. Một sự tinh lặng, anh chị em hiểu đấy. Thế thì chúng ta bắt đầu để ý, khi mà bảo đừng đến có nghĩa là gì? Hay là đừng ăn có nghĩa là gì? Tức là nó có một cái ranh giới nào đó, nó có một cái gì đó mà cái trí khôn ngoan của con người có lẽ là chưa tới cái sự trưởng thành. Hay là một cách khác, nó có một cái phân định để cho chúng ta biết là có Chúa và có ta. Mà Chúa là Chúa, mà ta là ta. Cũng giống như chúng ta dạy con cái đừng ăn, nhưng mà nếu chúng ăn thì mình có giết nó không? Mình không giết nó. Nhưng mà mình có buồn không anh chị em? Buồn. Mà mình có muốn chỉ dạy con cái mình không? Muốn. Mà cái chỉ dạy của chúng ta là gì? Là con ạ, không phải là bảo đừng ăn là bố mẹ tiếc, nhưng mà con phải biết có những cái con phải hiểu. Con là con, mà bố mẹ là gì? Là bố mẹ. Nó có những cái chỗ đứng và nó có những cái gọi là phạm vi thuộc về con, và có những phạm vi thì thuộc về gì? Của bố mẹ. Và khi con vượt qua cái phạm vi đó, con đang đứng sai chỗ. Đứng sai chỗ.
Anh chị em đồng ý với tôi không ạ? Đấy. Thế thì khi đứng sai chỗ thì bây giờ phải làm sao anh chị em? Thì phải làm sao? À phải đem, phải đứng lại. Giờ ai có ai muốn đứng lên này, lên đây đứng như thế này không? Đấy. Anh chị em thấy. Cho nên là bây giờ mình bắt đầu thấy là à, khi Chúa nói đừng ăn, không có nghĩa là Chúa không biết là mình không gì, không ăn. Nhưng mà Chúa đang dạy chúng ta qua cái cung cách là chúng ta phải biết có những lãnh giới phạm vi thuộc về mình và có những phạm vi nó thuộc về Thiên Chúa. Thế thì ông Adam và Eva tò mò phải không ạ? Có tò mò không? Ai tò mò nhiều nhất nào? Này tớ không có nói đâu nhé. Cái DVD này mà nó có ban rộng ra mà ai bảo gớm cha, nghĩa là kỳ thị ấy, thì tôi thưa với anh chị em tôi chẳng kỳ thị ai bao giờ cả. Đấy là anh chị em nói rõ ràng đấy, đấy nhá. Tò mò nhiều nhất là ai? Là Eva. Nhưng mà nói tội thật, các ông có tò mò không? Sao biết? Nói thì trong bụng nói ra. Đây là toàn lời của các ngôn sứ cả. Các ông có tò mò không? Làm người thì phải tò mò chứ. Mình có làm thánh đâu. Như đấy chúng ta vừa nói đấy. Bảo đừng ăn thì sao? Thì ăn. Bảo đừng gọi làm sao? Đừng với thì sao? Cứ với. Có chết ông Tây nào đâu. Đấy. Cho nên chị em thấy rõ ràng. Tò mò là chuyện thương. Tò mò là một khao khát ao ước để được gì? Được biết, được hiểu, được chạm, được với tới. Và những cái kinh nghiệm tò mò đó đó, nó giúp cho chúng ta lớn lên thật sự. Nhưng mà một lần nữa, nó phải giúp cho chúng ta có cái sự tự do để đến với nó. Và cái tự do này không phải là tự do muốn làm gì thì làm, mà tự do để được làm sao anh chị em được trưởng thành, hiểu biết và hiểu ra cái sự suy nghĩ và quyết định của ai? Của chính mình. Đấy. Cho nên Chúa hay lắm, Chúa dạy chúng ta từng bước một, chứ Chúa không phải là một nhà độc tài. Nhiều người không biết thì cứ bảo cơm Chúa thì đến với Chúa thì lại phải đến với khuôn phép luật lệ để đủ mọi sự. Nhưng thưa anh chị em, coi chừng khuôn phép và luật lệ, điều đó có cần thiết không anh chị em? Là cần. Nhưng mà có phải là cốt lõi chưa? Thưa chưa. Thưa chưa. Cho nên chúng ta sống mà không phản ánh được những cái điểm này thì vô tình chúng ta để cho những anh chị em khác không phải là người Kitô hữu, người ta hiểu nhầm giáo hội, người ta hiểu nhầm Chúa, đâm ra thay vì chúng ta làm chứng cho tin mừng, chúng ta lại trở thành người phản chứng tin mừng. Anh chị em đồng ý với tôi không ạ? À đấy. Thế thì khi mà con người bắt đầu tò mò thì lại có một nguyên tố khác nó thúc đẩy cái sự tò mò đó, nó lại càng lớn gì? Lớn lên hơn. Và cái nguyên tố đó là gì thưa anh chị em? Anh chị em có để ý thấy không? Ở trong câu chuyện có để ý thấy không? Ai đấy? À còn rắn cám dỗ. Mà tôi cũng nhiều lần nói với anh chị em rồi, Chúa có dựng nên ma quỷ không anh chị em? Chúa có dựng nên ma quỷ không? Ai nói Chúa dựng nên ma quỷ giơ tay lên. Vừa nghe rầm rì là có mà. Giờ hỏi giơ tay lên sợ quá. Lời Chúa bảo đừng sợ. Chúa có dựng nên ma quỷ không? Ai bảo có giơ tay lên? Ai bảo không giơ chân lên? Đấy, nhiều khi ba phải hết một lượt. Đi từng bước một. Bao giờ ông vậy nó tạo cho chúng ta sự học hỏi mạng. Chúa có dựng nên sự giữ ma quỷ không thưa anh chị em? Đâu có đâu. Chỗ nào đâu? Tôi chưa thấy chỗ nào Chúa dựng nên quỷ cả. May ra có thể mình thì có cái kinh nghiệm đó. May ra là mình có đấy. Bởi vì mỗi một lần mình bước lên cái mình chửi sao? Mình chửi con mình sao? Mà lắm lúc tức lên là còn cho nó có giống nữa cơ. Có không anh chị em? Có đấy, 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 đấy. Cho nên là chúng ta thấy Chúa không dựng nên ma quỷ bao giờ. Bởi vì đấng tốt lành mà lại dựng nên sự giữ trong ta thì chính đấng đó phải có thì mới dựng nên cái không gì không có.
Và nếu như ma quỷ là ý định đời đời Chúa dựng nên cho ta để chúng ta khiếp sợ, thế thì như vậy Chúa còn tự do, Chúa còn hoàn toàn vô điều kiện không thưa anh chị em? Đâu có đâu. Anh chị em làm cha làm mẹ, khi anh chị em đến với con cái là anh chị em nói cho nó biết rằng là bố mẹ yêu con, thương con, cho nên bố mẹ dạy con, hay là anh chị em mong muốn nó bảo cho nó thấy là mày mà không làm theo điều ba mẹ muốn thì ba mẹ sẽ làm cho mày tan tành xí quách, mày đừng có coi thường. Đấy. Thế thì khi mà nó nghe mình, anh chị em muốn nó nghe cách nào? Nghe cách thứ nhất hay là nghe theo cái cách thứ hai? À, cách thứ nhất chứ. Đấy, anh chị em thấy không? Thế thì Chúa không bao giờ dựng nên ma quỷ. Thế thì ma quỷ ở đâu ra và cám dỗ ở đâu tới, thưa anh chị em? Và nỗi sợ hãi nó bắt đầu nhen nhúm từ chỗ nào mà nó lên? Và làm sao mà Chúa cứu độ chúng ta và đẩy xa sự sợ hãi? Đấy, anh chị em thấy nó rõ ràng từng bước một như vậy. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu và thấy là sự giữ hay ma quỷ thì phát nguồn từ sự tự do lựa gì anh chị em? Lựa chọn. Tự do lựa chọn. Học cái này nhiều lần lắm rồi, đôi khi cứ phải lặp lại nhiều lần. Tự do lựa chọn. Có một loài Chúa dựng nên và cho được cái sự tự do lựa chọn, đó là loài gì thưa anh chị em? Loài thiêng liêng mà chúng ta hay gọi là loài gì? Loài thiên thần. Ở đây đức tin dạy chúng ta điều đó, anh chị em biết rõ điều đó, phải không ạ? À. Cho nên Chúa dựng nên loài thiên thần, Chúa cũng cho loài thiên thần sự tự do và lựa gì? Lựa chọn. Và có loài thiên thần trong sự tự do lựa chọn thì sự tự do đó đã làm cho họ có một quyết định là họ có thể chọn Chúa hay là chọn xa vắng Chúa. Và đấy là cái cốt lõi. Anh chị em sẽ thấy nó diễn ra y như thế lại qua chuyện của ông A-dao và Eva. Là bởi vì khi mà cám dỗ tới, tức là cám dỗ đây chúng ta phải hiểu là nó nhen nhúm từ ở ngay trong cái sự phản hồi, ngay trong cái sự tiếp thu, trong cái sự mà chúng ta tiếp đến cái thế giới xung quanh của chúng ta, nó đẩy chúng ta một sự suy nghĩ. Và cái cám dỗ đó nó hiển hiện qua một cái câu rất là tinh tế. Bây giờ bà Eva thấy cái trái cấm và bà thấy nó làm sao anh chị em? Nó làm sao? Nó đẹp. Và làm sao? Có sự hấp gì? Hấp dẫn. Tức là nó phải có một cái điểm gì đó. Rồi thì sự cám dỗ đó, con rắn bảo làm sao? Bà, tại sao bà không gì? Không ăn. Và Eva trả lời làm sao nào thưa anh chị em? Eva trả lời làm sao nào? À, trả lời là Chúa dựng nên mọi sự, nhưng mà Chúa cho ăn tất cả mọi cái ngoại trừ cái gì? Cái trái cấm. Thì nếu mà mọi sự nó ngừng ở đấy thì hết chuyện. Anh chị em đồng ý với tôi không ạ? Thế nhưng mà hình như nó không ngừng ở đó. Và sự cám dỗ con rắn nói cái gì thì anh chị em với bà Eva? Con rắn nói cái gì? À, con rắn nói là ấy, bà cứ việc ăn đi. Là bởi vì sao? Bao lâu bà ăn cái này thì bà sẽ có sự hiểu biết toàn diện giữa lành và gì? Và dữ. Đấy. Như vậy thì cái sự cám dỗ đó, con rắn đó đang nói gì với bà Eva thế anh chị em? Đang nói cái gì? Nói là sợ đi hay là đừng sợ? À, đừng sợ. Đấy. Cho nên cái chữ đừng sợ đầu tiên tôi khám phá nó nằm ngay ở trong cái chương gọi làm sao? Đầu tiên, những cái chương đầu tiên của sách Sáng Thế Ký. Đấy, chị em thấy. Chúa đâu có nói đâu. Chúa đâu bảo đừng sợ đâu. Chúa nói mọi sự tốt đẹp trong chương thứ nhất. Thế mà đến chương thứ hai thì sự cám dỗ lại bảo đừng sợ, cứ việc tiến tới. Đấy, anh chị em thấy. Thế thì bà Eva khi nghe cái lời đó thì bà quyết định như thế nào thì anh chị em? Bà quyết định làm sao? Thế tại sao bà ăn? Tại sao bà ăn cái quả cấm? Tại sao vậy? Không sợ à?
Chưa chắc. Sợ chứ, là bởi vì Chúa nói là có những cái mình cũng biết là mình đâu phải là do mình làm nên đâu. Bây giờ anh chị em, bây giờ xung quanh nhà dòng này, tôi nói ví dụ như phía bên kia đường, nhà của các cha các thầy có một cái nhà nhỏ nhỏ, quanh đó các cha các thầy cũng trồng một số những cái gọi là cây quả bên đó, có giàn mướp rồi có giàn bầu. Anh chị em đi vào đây thì anh chị em thấy các cha và các thầy rất là quảng đại và có lòng hiếu khách tiếp đón mọi người, không có gọi là phân biệt ai cả. Rồi anh chị em đi qua bên đó thấy cái nhà của các cha ở bên đó có vườn bầu này, rồi thì có cả giàn bầu, giàn bí, rồi thì anh chị em thấy vậy, anh chị em tính sao? Anh chị em sao? À, đừng sợ. Vì đây là của nhà gì? Nhà dòng. Mà nhà dòng là nhà của gì? Của Chúa. Mà của Chúa là của gì? Của chùa. Vỗ tay ghê chưa? Ghê chưa? Có những người chiến thất đấy. Bởi vậy khổ cho các cha các thầy, mở bao nhiêu đất thì cũng không đủ, rồi dựng bao nhiêu cái trụ điện cũng không gọi làm sao gọi là đủ để mà có thể cung ứng được. Là bởi vì thưa anh chị em, dựng cái trụ điện nào chỉ có mục đích là để cho anh chị em có một tí cái phương tiện tối thiểu. Hễ có được phương tiện tối thiểu để đốt được cái đèn thì năm sau tính đến chuyện gọi làm sao mang cái bếp. Rồi năm sau có cái bếp rồi thì năm sau nghĩ bảo là các cha các thầy rất quảng đại và xem chừng ra lo lắng cho chúng ta mọi sự, nên đừng sợ, mang máy lạnh theo. Của Chúa là của gì? Của chùa. Sao kỳ cục vậy? Bảo thưa không có gì kỳ cả, bởi Chúa dựng nên ngôn ngữ, Chúa muốn đánh dấu chỗ nào cũng được, nhưng mà quyền tự do lựa chọn là của con. Con muốn đấu dấu dấu đánh dấu sát thì là của Chúa. Mà con vui thì con đánh dấu sát, còn con buồn thì con đánh dấu gì? Dấu huyền là của con. Đấy. Đấy anh em đấy. Có những người nói ra cái là hiểu ngay, thông minh vậy. Hả? Nếu không dạy, cha dạy là phải hiểu. Đấy. Cảm ơn chị vô cùng. Trong tất cả các người nữ mà Chúa dựng nên không ai thông minh bằng chị. Là bởi vì có các bà các chị bảo thưa cha, cha phải dạy ông một trận cho con. Bảo gớm lại Chúa tôi, bác dạy chữa xong rồi bác bảo tôi. Bảo thưa cha, cha là thầy cả, cha có quyền, cha chỉ phán một nhời linh hồn lão dẫy đành đạch. Anh chị em, thế thì tôi nhiều khi tôi cũng phải chịu thua. Đấy. Chúng ta thấy rõ ràng là hiển hiện là Chúa đâu có cần. Nhưng mà tôi gì? Tôi cần. Các cha các thầy ở đây, mình đến đây có một cuối tuần, có mất một tí đâu có sao đâu. Các cha các thầy còn có cả một năm đâu có làm cái gì ngoài. Cho nên là các cha các thầy, có cha các thầy có thời giờ để dồn lại không sao cả. Có người vỗ tay. Đây chị em thấy đó. Tức là cái nỗi sợ hãi đây nó không phải là sợ Chúa. Anh chị em thấy rõ ràng. Sự cám dỗ con rắn nó chẳng bảo với lại bà Eva là bà đừng sợ Chúa. Cho anh chị em đừng có hiểu lầm. Ma quỷ hay là sự cám dỗ, nếu mà nó xin lỗi ngây ngô như vậy, chả ai mà chúng ta lại dễ vấp phải cám dỗ. Anh chị em đồng ý với tôi không? Đấy, nó tinh vi hơn nhiều. Cho nên là khi mà con rắn nói đừng sợ, nó không nói cái chữ đó, nhưng mà nó bảo là bà cứ việc ăn. Bởi vì bao lâu bà ăn thì bà sẽ được cái sự hiểu biết trọn vẹn như Thiên Chúa vậy. Thế thì bà Eva khi nghe lời đó thì bà đâu phải nghe với lại cung cách sợ Chúa. Bà nghe với cung cách gì thưa anh chị em? Mà xin lỗi anh chị em nhé, đừng nghĩ tôi nói cái này chỉ có bà Eva đâu nhé.
mà nó còn nằm trong cả ở trong tâm khảm của ông A gì? A Dòng nữa. Là bởi vì sao? Khi mà bà ăn xong thì bà mời, ông có ăn không? Ông có quyền lựa chọn không ăn không? Có, nhưng mà tại sao ông lại ăn? À, sợ vợ. Đó là lời Chúa. Đấy. Anh chị em thấy rõ ràng. Bà Eva ăn là bởi vì bà đang nhen nhúm, hay nói cách khác, trong mỗi người chúng ta đang nhen nhúm ở trong lòng. Chúa không gì? Không cần cái đó. Chúa có hết sự hiểu biết trọn vẹn. Nhưng cái tôi không có hiện thời bây giờ là cái tôi đang cần muốn bằng gì? Bằng Chúa. Đấy, cốt lõi nó là chỗ đấy. Các cha các thầy đâu có cần gọi là phải làm sao? Bí với bầu trong cái tuần này. Các cha có thời giờ đâu mà nấu canh bí với canh bầu cuối tuần này. Nói xin lỗi làm gì có giờ đâu. Chúa tôi ăn được miếng cơm ra kia làm việc. Tôi thấy tội nghiệp các cha các thầy lắm. Không có ai trong nhà dòng này mà được ngủ quá 3 tiếng trong những ngày này. Anh chị em có biết điều này không? Mỗi người tranh thủ ngủ 3 tiếng phải chia giờ ra ngủ. Để làm chi vậy? Để mọi việc có người điều hành. Anh chị em có thương các cha các thầy chưa? Đấy. Cho các ngài một tràng pháo tay đi anh chị em. Đó. Thì anh chị em phải biết rằng là đây là cái phúc lớn nhất đấy. Mà các ngài làm như vậy chẳng phải là các ngài điên đâu. Mà các ngài rất là khôn ngoan, là bởi vì khôn ngoan của các ngài nó không đặt ở cái chỗ gọi làm sao là phải có cái gì. Nhưng cái khôn ngoan là biết mình là ai trước mặt Chúa và mình là gì trước mặt anh em của mình. Và vì vậy cho nên là Chúa chúc phúc, cho nên ở cái chỗ này anh chị em thấy nóng nôi, vất vả cực nhọc như vậy. Thế mà chúng ta bỏ hết mọi tiện nghi đến đây cuối tuần này với nhau và chia sẻ niềm vui đến với nhà dòng. Nhưng mà cái lối suy nghĩ đơn thường chúng ta thấy, các cha đâu cần cái đó, mà đúng thật các ngài không cần cái đó, điều đó. Thế nhưng mà trong nhen nhóm của mỗi người, tâm khảm của một con người thì bao giờ cũng thấy, nếu như nó có ở đấy mà tôi không có, tức là tôi đang thiếu thốn và tôi đang thấy nó có một cái sự đi vắng, thiếu vắng nào đó chưa chu tất trong cái gì? Trong con người của tôi. Cho nên cái nỗi sợ không phải là bởi vì chúng ta sợ đè nén, sợ người khác áp bức, sợ sự trừng phạt. Thưa anh chị em, trừng phạt càng nhiều thì sự sợ hãi nó càng gì? Ít đi hay nhiều hơn? Ít đi, chúng ta biết điều đó. Dồn người ta vào chân tường thì người ta làm sao? Người ta phản ứng lại. Anh chị em thấy rõ, đấy là một chân lý, nhưng mà ít ai để ý cái điều này. Cho nên là nỗi sợ hãi không thể dùng bằng cách trừng phạt. Mà nỗi sợ hãi mà không có sự trừng phạt nào ở trên thế gian này có thể đè bẹp được hay trấn áp được sự sợ hãi. Tôi sẽ phân tách cho anh chị em thấy cái sự trừng phạt cuối cùng mà chúng ta gọi là đáng sợ. Đó là tình yêu. Và chúng ta sẽ được dẫn đi từng bước một để thấy. Cho nên là chúng ta thấy rõ ràng lắm, bà Eva nói trong một cái khung diện nào đó, bảo là chúng ta thấy rõ điều này, cuối cùng nó ở cái chỗ này. À, nếu mà tôi không có cái đó, thì tôi sẽ thua thiệt. Bởi vậy, nếu trong một xã hội, trong một khung cảnh của gia đình, nếu chúng ta cũng mang một cái não trạng như vậy, nếu chúng ta sống cùng một cung cách như vậy, đối xử từ người bạn đến kẻ thù, mà nếu chúng ta không lấy được cốt lõi của nguyên tắc chính là tình yêu mà Chúa dựng chúng ta trong sự tự do, mà tôi sẽ dẫn anh chị em đi từng bước một, thì anh chị em sẽ thấy chúng ta sẽ trở thành một trò hề lố mịch, bởi vì không có một sự áp bức hay quyền lực nào có thể đánh tan được sự sợ hãi ngoài Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa lại dùng một cái cách khác để đến đánh tan sự sợ hãi nơi con người. Vì thế chúng ta sẽ thấy ở nơi những cái vật chất và nơi những gì chúng ta khao khát cuối cùng chẳng phải là bởi vì chúng ta không có nó là không thể chịu được. Hay là chúng ta sẽ cảm thấy thua thiệt và kém đi cái phẩm giá của mình. Nói điều này không có mâu thuẫn.
Đức Thánh Cha Francisco, ngài đi đến đâu ngài cũng nói đến một việc là thế giới của những người gọi là giàu có thì phải biết chia sẻ cho những ai làm sao anh chị em cơ cực. Có không ạ? Có anh chị em có theo dõi những cái tin tức của giáo hội không? Ngài luôn luôn nói điều đó. Và đồng thời thì ngài nói là cái sự san bằng nó cần thiết, bởi vì Thiên Chúa tạo dựng tất cả mọi sự đồng đều và đủ cho tất cả mọi người. Không ai phải bị cư xử áp bức đến mức độ là người ta không có gì. Cho nên anh chị em thấy nhé, đừng tưởng là chúng ta bị mâu thuẫn với chính mình và confused nhé. Một mặt thì tôi bảo là đừng sợ, và không có một cái quyền lực nào có thể trấn áp được sự sợ. Và nếu mà chúng ta không có nó, chúng ta không chết. Thưa, không phải như vậy. Nếu không có cơm ăn áo mặc, nếu không có cái sự sống mà bảo đảm cho tất cả những gì chúng ta cần thiết của cuộc sống thường ngày, thì điều đó có phải là điều chấp nhận được không? Thưa không, điều đó là sự mất công bằng. Và mất công bằng mà lại bảo là thôi không lo, điều đó để Chúa lo, thì chúng ta nói như vậy cũng không đúng. Cái đúng cuối cùng là chỗ là giáo hội mời gọi chúng ta nhận ra điều này, là đừng nên sống cái não trạng là không có là không được, mà phải có thì mới được. Và để phải có và mới được thì phải đạp đổ lên trẻ kẻ khác để được cái chúng ta muốn và cần, và lấy đi cái phẩm giá của kẻ khác. Vậy thì cốt lõi nó là phẩm giá của con người là quan trọng nhất. Đó mới là cái chúng ta sợ. Khi nghèo, đừng sợ nghèo, mà hãy sợ cái phẩm giá mà chúng ta mất đi vì chúng ta nghèo. Anh chị em đồng ý không? Khi đau ốm bệnh tật, đừng sợ đau ốm bệnh tật, cho bằng là bệnh tật có thể làm chúng ta thối chí nản lòng và trở thành một con người hèn nhát, mất can đảm, không dám đi qua cái hành trình đau khổ. Để rồi ngày hôm nay người ta đang có một cái gọi làm sao, cái mùi rất gọi là nhân đạo, đó là cho phép thông qua các đạo luật trợ gì? Trợ tử. Anh chị em thấy không? Đừng sợ cái đó. Và nếu chúng ta không tiếp xúc cái đó, chúng ta sẽ trở thành người bị mị dân. Và điều đó làm cho chúng ta mất đi phẩm giá cốt cách của một con gì? Con người. Đừng sợ không có tiền, cho bằng cái là tiền không có, đâm ra chúng ta bần cùng mà sinh ra đạo gì? Đạo tặc. Đừng sợ cái quần áo của chúng ta mặc nó không phải đúng mốt, cho bằng cái chúng ta mặc mốt nào mà không sống cái cung cách của con người và ứng xử của con người. Người ta nhìn vào, người ta bảo mình xến, hay người ta bảo mình là diêm dúa. Đúng không ạ? Anh chị em đấy, tôi rất hãnh diện mà nói với anh chị em điều này này. Bao nhiêu năm tôi đến đây với nhà dòng đó, tớ chưa có bao giờ tôi phải lo đến cái chuyện là tớ phải, từ khi mà Chúa dạy cho tôi cái bài học đầu tiên đến với nhà dòng đây chia sẻ với anh chị em, tôi nhớ cái năm thứ hai đi ấy, tôi lo lắm, sợ đứng trước mặt anh chị em mà không khéo thì người ta mắng cho, người ta bảo chứ gớm ăn mặc buông tuồng mất tết gì thế kia. Ủi quần ủi áo thật là kỹ, để ngay ở trên gọi làm sao trên tường treo đàng hoàng. Sáng ra mắt nhắm mắt mở, nhờ ma sơ, lại ma sơ. Không thấy ma sơ ở đây đâu, quả là một phép lạ. Thế thì mắt nhắm mắt mở xong nghe là thôi, sợ quá thôi, mà sợ một trễ giờ, sơ chờ, tội nghiệp sơ. Thế chạy bỏ đồ tất cả mọi cái quần ủi thất đẹp để trên kia quên không mang đi. Đến nơi nhà dòng đến giờ hội thảo kiếm áo có một quần thì không. Thế tôi sợ quá sức ấy. Chỉ có mỗi cái quần mà gọi là cũng may mắn thì các sơ may cho tôi cái quần đấy, mà tôi vì quý các sơ thì cái quần đó không bao giờ tôi bỏ. Đó là đói thì nó co mà no thì nó giãn. Quần thì là nó nét là ủi ra quần tây, nhưng mà nhìn cho kỹ nó là quần âm lịch.
tức là quần ta đấy. Mà sơ may thì sơ không bao giờ may cho gọi là hai túi, bởi sơ bảo khấn khó nghèo không cần hai túi. Sơ may cho đúng một cái túi nó bằng cái bàn tay như vậy ở ngay chỗ này thôi. Hỏi để làm gì và đủ để cha bỏ cái ví của cha ở trong đấy. Mà tôi bảo chứ sao mơ không may rộng nó một tí để cho lấy đà lấy bảo nó dễ, bảo xa chưa cha. May rộng nó rớt làm sao? Cha nó không có thì đem bỏ đấy thì nó rớt. Toàn lạy Chúa tôi chẳng ai móc đâu sơ ơi. Đứa nào mà nó thò đến đây nó cũng chết rồi. Sơ là đừng có chê các sơ biết ơn lo liệu đấy. Cho nên tớ rất là hãnh diện. Đến lúc chỉ còn có mỗi quần đấy tớ đóng vào. Cho nên là khi đóng vào quần thì quần âm lịch, mà áo thì áo tây, cho nó không đi với đồi được. Tôi vượt nỗi sợ, đừng sợ. May quá Chúa bàn cho là có cái áo này không quên. Thầy đóng nó vào. Từ đấy giờ đi, bao nhiêu năm nay đến với anh chị em, chỉ có một cái mốt đây thôi. Đang đứng trước mặt với anh chị em, tớ không nói dối. Cái này sơ may cho gần 30 năm vẫn y như vậy. Cho nên tớ không bao giờ sợ ma sơ, tớ rất sương ma sơ. Đấy, tôn vinh ma sơ trong mọi sự. Cho nên là tớ, cái này là quần kỷ niệm. Bà sơ lạ lùng, tôi bảo thật chẳng ai có cái ơn biết lo liệu bằng các sơ. Tuần 7 ngày sơ may cho có 6 cái quần thôi. Cái ngày thứ 7 tôi hỏi đi chị, Chúa dựng nên có 7 ngày chị cho có 6 cái, thế ngày thứ 7 làm sao? Sơ trả lời thẳng, không lo cha, thứ 7 cha làm thiên thần. Tôi đang bỡ ngỡ sơ chỉ thiên thần ấy kìa, sơ thấy cha sơ chỉ mà thấy cha thấy thiên thần ấy kìa, thiên thần từ đây trở lên có thấy từ đây trở xuống đâu, lo con bò trắng răng. Cho nên cái đề tài đầu tiên ngày hôm nay gọi là chỉ có dặm cho anh chị em thấy cái nỗi đó, cho nên chúng ta mới khám phá ra điều này này. Cái não trạng mà chúng ta đến với Chúa chẳng phải là chúng ta sợ Chúa. Cho nên chúng ta phải học từ từ từng bước một sẽ thấy là đến với Chúa chẳng phải sợ, mà đến mối quan tâm liên hệ với chúng ta, với đấng yêu thương chúng ta không có được xây hay là đặt nền tảng ở sự sợ hãi cho bằng cái biết mình là ai trước mặt Chúa, chứ không phải mình có gì trước mặt Chúa. Mà bởi vì con người định vị sai cái cách mà hướng định, cho nên con người đã chọn lựa sai anh chị em. Thay vì đặt để câu hỏi con là ai, tôi là ai trước mặt Chúa, Chúa là gì với con là gì với Chúa, nếu Chúa dựng con từ thuở đời đời thì thuở đời đời đó là gì, và thuở đời đời đó cho con được sự gì trước mặt Chúa. Và khi con biết được cốt lõi điều đó thì cái con có nó không quan trọng cái cho bằng cái con là trước mặt Chúa. Và cả cuộc đời của con, nếu có cái nỗi sợ hãi nào lớn nhất thì hãy dạy cho con cái sự sợ hãi là bao lâu con không biết con là ai trước mặt Chúa, con là ai trước mặt anh em, chị em của mình, con là ai trước lương tâm của cuộc đời. Đó là nỗi đáng sợ sẽ canh cánh ở bên lòng con và chăn trở con suốt đời cho đến khi con chết mới thôi. Đây mới là cái nỗi sợ mà con cần. Và là nỗi sợ thật sự dẫn con vào chân lý đời đời. Chẳng phải cái con có mới cần thiết, nhưng cũng đừng để con không có, để rồi thì con lo đến mức độ con không biết con là ai trước mặt Ngài. Chúng ta thấy ngày xưa các thánh khôn ngoan lắm. Và chúng ta thấy tổ phụ ngày xưa cũng dạy chúng ta điều đó qua thánh vịnh. Đừng để cho con phải giàu có quá, cao sang quá, mà con xa Chúa. Nhưng cũng đừng để con gọi làm sao ngã vùi dập dưới bùn, bị chà đạp, để con không là gì trước mặt mọi người. Anh chị em thấy, mà đấng quan phòng chúng ta chẳng bao giờ Ngài để cho chúng ta phải đi qua một sự gì khốn khó nếu chúng ta không có khả năng để đi qua được. Vì vậy, đừng sợ. Trong tất cả những cái nỗi sợ đầu tiên chúng ta học sáng nay, đó là nỗi sợ biết mình là ai. Đừng quan tâm nhiều ở cái nỗi sợ
là ta có gì và ta không có gì. Xã hội ngày hôm nay dạy cái đó đấy anh chị em. Dạy cái đó đó. Mà nó có nhiều cái buồn cười lắm nha. Ở quê nhà đó, tôi nói điều này nó cũng thật. Nhiều khi con người bận lo ăn, lo uống nhiều quá. Mà cái điều đó tốt thôi, ở trong một cái xứ nghèo thì ai cũng phải lo cái chuyện đấy. Chẳng ai quan tâm nhiều cho người khác. Bởi vì quan tâm nhiều cũng không giải quyết được cái gì. Vì vậy chẳng ai quan tâm cho ai. Cho nên là khi chúng ta mang cái não trạng nó qua đây sống thì chúng ta cũng bắt đầu lo theo cái kiểu cách đó. Cho nên là thấy người bản xứ ở đây, nếu mà họ quan tâm cho người khác thì mình cảm thấy hãnh diện. Nhưng mà mình nhìn thấy người bản đồng hương của chúng ta mà chúng ta tỏ dấu quan tâm nhiều quá, chúng ta bảo mình làm như vậy nó weird hay nó kỳ cục. Lắm lúc nhiều khi mình bảo làm như vậy chả biết người ta có tử tế với mình không, hay người ta bảo mình cứ làm cái điều đó trông nó rởm. Mà cái này nó có thật. Một cái chuyện rất là đơn sơ thôi, dạy chia sẻ cho anh chị em học hỏi. Cái lịch sử của con người, cái mà chúng ta gọi là ai trước mặt Chúa, và Chúa là yêu thương thật sự, mà trong yêu thương có bác ái. Và bác ái thì nó thể hiện qua cách hành xử. Và cách hành xử nó phản ảnh cái văn hóa, và cái văn hóa nó phản ảnh cái gọi là phẩm giá của một con người, nó rõ lắm. Người bản xứ ở đây khi ai làm cái điều gì cho người khác, hay là một sự tí tẹo tí teo, tốt hay không tốt, câu đầu tiên họ luôn luôn nói trên miệng là gì thưa anh chị em? Cảm ơn. Chúng ta phải học cái đó. Ngoài cái chữ thank you còn có một cái câu khác nữa là họ luôn luôn gọi là học ở trên miệng là hễ ai nói điều gì mà khen tặng họ thì họ trả lời một cách khiêm tốn như thế nào thưa anh chị em? You gì? You welcome, chứ không phải you welcome. Có không? Chỗ tôi đó, ở cái khu tôi đó, thì thưa anh chị em, Việt Nam đông lắm nên nhiều khi anh chị em qua đây quen cái não trạng ở nhà, nhiều khi không có để ý lắm đâu, ít quan tâm đến kẻ khác. Cho nên là vì vậy mà đôi khi đó có cái lối sống rất là tự nhiên mà đôi khi quên đi là cái phẩm giá chúng ta cần phải có. Đi vào trong các cái shopping, như các cái hàng ấy, người ta đi trước, người ta mở cửa, mình đi sau thì làm sao ạ? Mình đi sau mình sao ạ? Mình thấy người ta mở cửa thì làm sao? À, đi vào hãnh diện lắm. Rồi sao ạ? À, đi luôn. Xong rồi về bảo, ôi ông, tôi qua đây tôi thấy cái nước này nó lịch sự thật thế. Tôi đi đến đâu nó mở cửa cho tôi vào. Thế thì bà có làm gì không? Có thì nó mở cửa mình đi vô thôi chứ. Đấy thì anh chị em. Mất đi cái lịch sự, nó phản ảnh cái mà chúng ta gọi làm sao? Bản chất thiếu văn gì? Văn hóa. Tôi thấy có một... đứng đây đến sau tôi nhưng mà có vẻ cao trọng hơn tôi. Tôi mở cửa đứng đội cái nón đeo cái kính râm, xong cái đi toàn đi vào. Tôi thấy cũng là lạ, nhìn kỹ đúng là An Nam, nhìn cái quần mà đi đôi dép biết là An Nam rồi, An Namit. Đi mà hồi vô xong cái đi bẳng luôn. Xong cái rồi chợt nhớ lại, ô cha, con chào cha. Tôi hỏi ra không dám chào chị ạ. À, cảm ơn cha mở cửa cho con. Too late. Tí nữa tơ phán cho một nhời, chẳng nhẽ lại bảo này nhớ nhá, bận sau vào cửa thiên đàng mà ông Thánh Phêrô ông mở cửa mà cứ tòn tòn đi vào không cám ơn ông ấy. Tí nó vào anh kia nó là cái cổng thứ hai. Ông không có chìa khóa cho. Cái mà chúng ta này nó nhỏ lắm, dễ lắm. Có không ạ? À? Có đấy. Đi chợ thấy đồ ăn. Ở Mỹ này thì người ta buôn bán thì bao giờ người ta, Việt Nam nhà chúng ta quê ta gọi là tiếp thị đấy. Cái gì cũng vậy, đồ để ở đây cho thích. Thế rồi sao anh chị em? Thì mình tiếp thị thì mình cũng gọi là làm sao? Mình tiếp kiến. Họ tiếp thị mình tiếp kiến. Tiếp kiến bằng cách nào? Hàng người ta để trên này xong làm sao ạ? Bới à?
Chuyện nhỏ xưa rồi Diễm ơi. Xưa rồi Xím ơi. Bới là chuyện thường. Lấy móng tay thì sao? Mà làm trước mặt cha đàng hoàng đấy. Làm xong bảo cha ơi cha, cái này nó non này cha. Và sao chị biết? Và con bấm cái con biết. Thế thì trước khi ngưng thì tôi chỉ một cái tư tưởng nhỏ thoáng để anh chị em biết, xong rồi chiều nay chúng ta dìm sao? Tiếp tục, được không ạ? À đấy. Thế thì một lần nữa, đừng sợ. Đây không có nghĩa là đừng sợ Chúa, mà đây cũng không có nghĩa là đừng sợ ai. Đây cũng có nghĩa là cóc cần. Người Nam thì gọi là cóc cần, còn người Bắc thì gọi làm sao? À đấy cần. Đấy là chị nói, tôi không có nói nhé. Không phải vậy. Đừng sợ đây có nghĩa là gì? Nên sợ hay là đừng sợ? Nên sợ. Nhưng mà sợ cái gì? Sợ con không biết Chúa mà không biết chính gì? Chính mình. Sợ gì nữa? Sợ là mình không biết mình là ai trước mặt Chúa và là ai trước mặt mọi gì? Mọi người. Và sợ gì nữa? Sợ là bởi vì Chúa là tình yêu và dựng nên mình trong phẩm giá của Thiên Chúa, mà mình mất đi cái phẩm giá của Thiên Chúa đó, thì chính lúc đó thì chúng ta không còn là người nữa, mà chúng ta là gì? Là gì? À đấy, là gì thì hiểu rồi. Mình được dựng nên là con rồng cháu gì? Cháu tiên. Chứ không phải là con giun cháu gì? Cháu dế. Nhớ như vậy nha. Thế thì một lần nữa, đứng trước mặt tất cả anh chị em ở đây, hồi đầu thì sợ, nhưng bây giờ tớ chả sợ. Mà đến với anh chị em, tớ rất thích là bởi vì anh chị em phản ảnh phẩm giá của Thiên Chúa, cho nên tớ rất sương anh chị em. À, thế thì, vâng. Thế thì, chúng ta sẽ khép lại ở đây, rồi chúng ta sẽ tiếp tục vào trong cái gọi làm sao giờ buổi trưa. Dạ thưa cha, con có một cái câu hỏi như thế này. Dạ. Có một cái chị này, chị cũng đã gần 50 rồi. Vâng. Mà chị đại khái là cái thần kinh không được bình thường. Mà từ trước tới giờ đó thì tại vì thần kinh không được bình thường nên là chị không có gia đình. Mà đến bây giờ thì chị lại có một người đàn ông quen chị, mà lại muốn lập gia đình với chị. Mà người đàn ông này thì là người ngoại đạo, mà đã vợ thì đã mất. Mà bây giờ chị này cũng muốn lấy anh này, mà gia đình thì thấy chị khờ nên là không có muốn cho chị lập gia đình. Mà bây giờ thì người mẹ thì lại thấy chị lớn tuổi, mà mẹ thì có vẻ là muốn về với Chúa, nên là cũng muốn cho chị có một cái hạnh phúc. Nhưng mà đó, nó lại không mắc như thế này, bởi vì chị khờ, cho nên là chị sợ chị sẽ có một cái gia đình rồi chị sẽ sanh con, chị không lo được cho gia đình nhà chị. Vâng. Thì á, gia đình mới có cái suy nghĩ là có nên cho chị đi triệt sản để rồi tiếp tục cho chị lập gia đình với cái anh này không ạ? Vâng. Thôi thì cảm ơn chị. Dạ, chúng ta cho chị một tràng vỗ tay. Cảm ơn nhé. Trước khi tiếp tục thì tôi xin anh chị em điều này này, chẳng phải tiếc gì anh chị em đâu, nhưng mà chúng ta từ từ đừng có gọi là đi ra vội nhiều quá, là bởi vì nó làm cho mọi người lúng túng. Đây là một cái phản ảnh, một cái văn hóa gọi là văn hóa bác ái. Để chúng ta cứ từ từ, chúng ta ít phút ở với nhau nó không có gọi là mất mát lắm. Thế anh chị em, đây là một cái câu trả lời cho anh em rõ ràng lắm. Vì sợ chị ta bị chuyện nọ chuyện kia xảy đến, rồi không lo chính mình vì chị không phán đoán đàng hoàng, cho nên là triệt sản. Cái gì mà chúng ta gọi làm sao, chúng ta dùng cái cách chúng ta triệt nó đi, hay chúng ta gọi làm sao, dì nó xuống thì nó làm sao, chúng ta ấn chỗ này thì nó sẽ làm sao, nó thủng chỗ khác. Đấy. Câu trả lời nó không phải là cái chỗ là triệt sản hay không triệt sản. Câu trả lời ở cái chỗ rất rõ điều này. Chị là một người không bình thường trên phương diện phán đoán, vì có bệnh thần kinh chẳng hạn, như vậy chúng ta hiểu.
cần phải có một sự lo lắng cho chị. Dĩ nhiên cuộc đời chúng ta, cái lo lắng nào thì con người ta cũng có cái tình cảm riêng tư. Chúng ta giúp cho chúng ta, cho chị ta một phần nào. Câu trả lời của tôi rất là đơn thuần chỗ này. Chúng ta lo quá nhiều cho chị mà chúng ta lại quên lo xem là cái người mà đến với chị là ai. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu và chúng ta giúp cho cái người mà muốn tiến tới với chị. Và chúng ta tỏ dấu quan tâm đó với cái người đó, và người nhà chúng ta nên tỏ dấu quan tâm với người đó, để người đó hiểu cái việc người đó sắp sửa phải quyết định ở với một người như thế này. Điều đó mới là điều thực tế. Được không anh chị em? Xin mời bà. Dạ vâng, mời bác. Thưa cha, con có một câu hỏi như vậy để cha dạy cho con, để con về con dạy lại cho em con. Vâng. Thưa cha. Nói về tôi sợ rồi đấy. Một câu hỏi của con như thế này. Dạ. Em con ấy thì nó lập gia đình với này em trai của con, mà vâng. Em trai của con là chết 33 năm. Mà mợ đó ở đấy, ở vậy với này em con như vậy, không có đi lập gia đình. Đến ngày nay thì mợ ấy đi sang từ ở Hòa Nam mà mợ sang Mỹ, thì mợ sang Cần đi, thì mợ gặp một người người ngoại, mà người ta thì có vợ mà không có cái bà vợ đó, bà không có chung thủy với này cái anh đó, mà chị anh ấy thì làm nhiều tiền, mà chị ta thì là lấy để cái số tiền đó lại chia sẻ về cho đằng nhà chị ta nhiều, mà đằng nhà anh ta thì cho sơ sơ thôi. Thì anh ấy nghĩ là anh ấy nghĩ là như vậy là người không chung thủy với anh ấy thì là anh không có con có làm hôn thú với nhau. Anh ấy ở vậy thì anh về anh ở riêng, rồi đến bây giờ anh ấy gặp mợ ở nhà con thì anh ấy thấy gia đình nhà mợ này tốt lành đạo đức, thì là mợ ấy muốn kéo cái linh hồn đó về với lại mợ ấy, thì mợ ấy xin cầu nguyện với Chúa, rồi rồi mợ ấy có nôi kéo anh ấy đi Đức Mẹ Mễ Du để mợ ấy dạy đạo cho anh ấy là 2 năm nay. Vâng. Đến bây giờ ấy thì là anh ấy đục suốt tự nhiên anh chết, mà làm giới hôn thú với mợ ấy rồi. Vâng. Mà bây giờ chưa được ở bên Hòa Lan, chưa được sang Mỹ. Vâng. Thì là bây giờ anh ấy chết đục suốt, thì bây giờ là cái linh hồn đó, anh chết thì bây giờ cái linh hồn đó bây giờ có mợ có phải xin lễ cầu nguyện hay là làm sao thì cảm ơn, bác nhiều lắm. Cho bác một tràng pháo tay đi. Hay quá. Vâng. Bây giờ thế này, trả lời bác cái này nhé. Rất là dễ thôi, không có gì gọi là mà bác phải luống cuống cho lắm, và chị ta luống cuống cho lắm. Chúng ta thấy điều này ngay từ cái câu chuyện buổi đầu, cái đời sống của anh này với người vợ của anh ta trước đó đó, thì nó có vẻ như là cái kiểu như là dựa nhau để mà cho có lợi cho cả hai, phải không ạ? Cái gì mà chúng ta chỉ dùng nhau như một phương tiện thì con người không có cùng đích. Bởi vậy chúng ta không lạ, tình yêu mà không đưa đến cùng đích mà chỉ là phương tiện thì cái sự tan rã nó ắt phải có, phải không thưa anh chị em? Điều đó hiển nhiên. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là như mợ này thì muốn cứu rỗi linh hồn cho anh ấy. Nhưng mà tôi phải nói với anh chị em như vậy này. Chúng ta mỗi người mỗi cách. Đừng coi đây như là một khuôn mẫu, mà cũng đừng coi đây như không phải là một khuôn mẫu. Đừng nghĩ là mình có thể cứu hết mọi người, mà cũng đừng nghĩ là mình không cứu được ai. Nhưng mà phải biết điều này. Mỗi một người chúng ta đến với kẻ khác không phải chỉ cứu rỗi linh hồn người ta, nhưng đến với kẻ khác vì người ta mang phẩm giá của Thiên Chúa, và người ta đáng được biết Chúa. Đấy mới là điều cần thiết. Và sự cứu rỗi Chúa đến với người ta là qua cái phẩm giá và yêu thương ta chia sẻ với người đấy. Thế thì có lẽ là Chúa làm việc cách nào đó thì tôi không biết, mà anh chị em ở đây chúng ta cũng không biết. Thì chúng ta hiểu là anh đã mở lòng để tìm hiểu Chúa, và cũng có những cái giây phút bắt đầu để mà nhen nhúm biết Chúa là ai trong cuộc đời của chị này. Thế thì bây giờ câu hỏi cuối cùng là bây giờ thì chưa có được rửa tội, rồi thì chưa có gọi làm sao có gì cả, thì anh mất thì bây giờ linh hồn anh đi đâu? Thì thưa anh chị em, hôm nào biết đi đâu gọi Phúa cũng hỏi. Thế nhưng mà tôi có thể trả lời điều này này, tôi trả lời điều này. Hay gửi anh ta trong lòng thương xót của ai? Của Chúa, là đấng thương yêu chúng ta đầy đầy đầy. Là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, giáo hội dạy điều này nữa chắc chắn. Một người ứng viên đang học
hỏi, đang học hỏi để mà tìm hiểu mầu nhiệm, tìm hiểu chân lý của Chúa, hay nói cách khác là một người dự tòng, là một người đang tìm hiểu để có thể gia nhập với giáo hội mà chưa được rửa tội, thì người đó khi một cách nào đó hay cái gì đó xảy đến mà qua đời trước mặt Chúa, thì người đó có quyền được an táng như là một người Kitô hữu không? Thưa có, và ắt có, và được coi người đó như thể một thành phần của giáo hội. Bởi vì chúng ta hiểu điều này, rửa tội, gia nhập Chúa bằng phép rửa, nhưng cũng được rửa tội bằng lòng ao gì? Ao ước. Và được rửa tội bằng chính cái ao ước đổ ra bằng chính sự sống của mình. Vì vậy, câu trả lời rất ngắn gọn: nên xin lễ và năng cầu nguyện xin lễ, và xin với Chúa qua lòng thương xót, và biết đâu anh ấy được về với Chúa sớm, anh cầu bầu cho mình nữa. Nha. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Cha. Chúa chúc lành cho Cha. Con có một thắc mắc cái này. Dạ. Nếu ngày đó ông A-dân bà và bà Eva không ăn trái cấm, vâng, thì chúng ta có cuộc sống như ngày hôm nay không? Dạ, chúng vâng. ta có hiểu nổi ai ối không? Dạ vâng. Đó, dạ, chỉ vâng. con chỉ có vậy thôi. À vâng, cảm ơn anh nhiều lắm. Vâng. Thế thì bây giờ câu trả lời nó rất là dễ này. Thế thì bây giờ nếu anh là ông A-dân thì anh có ăn không? Nếu anh là ông A-dân thì anh có nghe bà Eva không? À có hả? À. Anh thương bà Eva đến mức độ là anh không cần phải gọi là quyết định gì cả. Bà bảo sao thì tôi nghe gì? Nghe vậy, bà làm bậy tôi làm gì? Làm theo. Thế thì nếu mà như vậy thì không cần phải viết chuyện ông A-dân bà Eva, mà nếu không viết thì nó vẫn có đấy rồi. Còn nếu hỏi bà là nếu ngày đó ông A-dân bà Eva không phạm tội thì nó có được y như thế cảnh ngày hôm nay không? Thì thưa anh chị em, điều này chúng ta biết rõ. Chúa dựng nên sự sống đời đời, sự chết, chết là ở đâu, và sự tận cùng tiêu diệt là ở đâu? Là do sự lựa chọn loại trừ Thiên Chúa mà ra. Một lần nữa, Thiên Chúa là sự sống. Chúng ta có quyền chọn Chúa là sự sống không anh chị em? Có không? Và nếu chúng ta chọn chối từ sự sống thì chúng ta đón cái gì vào? À, đón sự vắng bóng sự sống. Và vắng bóng sự sống là sự gì? Sự chết. Và nếu Chúa là hạnh phúc đời đời, ta có quyền chọn hạnh phúc và từ chối hạnh phúc, có không anh chị em? Có. Và nếu chối từ, không muốn đi vào hạnh phúc của Chúa, thì chúng ta đang đón cái gì? Chúng ta đang đón cái sự vắng bóng của hạnh phúc. Và vắng bóng của hạnh phúc thì là cái gì thưa anh chị em? Là đau khổ. Được chưa ạ? Thế hình thử ra là câu trả lời rõ lắm. Là nơi con người có sự lựa chọn. Và nếu như con người không lựa chọn nghịch lại, thì chúng ta đương nhiên được ở với Chúa trong cảnh đời đời và hạnh phúc. Điều đó đương nhiên.